Dù được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, thế nhưng tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ khu du lịch Suối Tiên đi Đồng Nai, trong nhiều năm qua lại liên tục xuống cấp, sụt lún nghiêm trọng. Điệp khúc hư hỏng, sửa chữa rồi lại hư hỏng vẫn tiếp tục diễn ra trên con đường này, khiến cho nhiều người dân, đặc biệt là cánh tài xế, lắc đầu ngao ngán. Ghi nhận của VTC14. Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai và các tỉnh thành phía Bắc. Các tài xế đi qua đây luôn phải tập trung vào cảnh giác cao độ. Bởi vì với những vệt hằn lún từ 5 đến 10 cm như thế này, các loại xe tải rất dễ bị trật bánh, mất lái. Đoạn đường gần như đã bị biến dạng hoàn toàn, với những vệt lún kéo dài hàng trăm mét, với những ổ trâu, ổ gà. Quá nguy hiểm, và ngày nào cũng kẹt xe. Mặt đường này là nó quá xuống cấp rồi. Và đi là nó nguy hiểm, ví dụ là mình đang đi cái làm nọ chuyển hay làm bên kia là nó gập gành, nó khó đi. Đúng rồi, thường xuyên là nói cho cái đường này cũng thấy sửa chữa cũng nhiều lắm rồi, nhưng nó sửa chữa trong một thời gian nó không hư. Những vệt lồi lõm có đoạn tạo thành rãnh sâu, kéo dài cả cây số trên tuyến đường huyết mạch từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai và ngược lại. Hiện các tỉnh thành phía Nam đang bước vào mùa mưa. Những rãnh sâu xuất hiện tràn lan trên đoạn đường này dễ dàng bị nước mưa che lấp. Người đi đường không quan sát kỹ, tai nạn là điều khó tránh khỏi. Quá nguy hiểm chứ. Đường nó gập gần này, hàng hóa đi lúc cũng đổ, và đường này xe nó đông, nó rất là đông. Lúc anh về khi nào cũng kẹt đó. Đường này khi nào cũng đông. Lúc này xuống cầu Đồng Nai qua Vũng Tàu khi nào cũng xe đông. Lún thì trời mưa thì nó mưa nó ngập á, cái người ta không thấy cái ổ gà, người ta té nhào nhào xuống đó. Chỗ này là coi như là tai nạn là xảy ra nhiều, đấy, vì chỗ này nó ách tắc ở trên dốc xuống. Xe nó đi là coi như là đến đây nó tồn. Đấy, những cái lan can chỗ biển báo kia là xe nó chen nhau để nó đẩy hết. Ở chỗ này nó trũng lắm. Cứ sửa xong là đường lại hỏng. Bằng mắt thường ai cũng dễ dàng nhận ra nó đã xuống cấp trầm trọng. Và chất lượng của nó là một dấu hỏi lớn chưa được giải đáp.